Thưa quý vị khán giả, với những kẻ mắc bệnh hoang tưởng nhưng lại luôn mang trong mình lòng thù hận, sự đố kỵ, thường có nhiều hành động bột phát, khó kiểm soát và luôn có nguy cơ gây nguy hiểm cho xã hội. Điều này dường như đúng với Đào Minh Quân và những tay chân cốt cán của hắn trong Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, hay còn gọi là Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, một tổ chức khủng bố phản động người Việt lưu vong tại Hoa Kỳ. Bản chất phản động chống phá đất nước một cách quyết liệt của Quân và đám tay chân thì đã rõ. Nhưng với nhiều hành động kỳ quặc đến mức điên rồ khiến cộng đồng người Việt ở hải ngoại, thậm chí cả số đối tượng có cùng tư tưởng chống cộng, gọi là những kẻ tâm thần chính trị, thì có lẽ đó không phải là chuyện bình thường. Chẳng biết có phải do tuổi cao sức yếu, lẩm cẩm nên mới có ảo tưởng quái đản về thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam hay không. Nhưng có một sự thật là vẫn có những kẻ mê muội tin vào luận điệu nhảm nhí, hoang đường và tiếp tay cho chúng thực hiện các hoạt động khủng bố phá hoại đất nước từ bên trong. Đằng sau những chiêu trò lừa phỉnh gây ảo tưởng cho số trong nước của các đối tượng cầm đầu Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và cái kết thích đáng dành cho những kẻ tiếp tay thực hiện các hoạt động phá hoại sẽ là nội dung chính trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, đối với mỗi người dân Việt Nam là mốc son chói lọi trong lịch sử, non sông được nối liền một dải, đất nước chọn niềm vui. Còn với những người tháo chạy, chối bỏ nguồn cội, vẫn mang trong mình tư tưởng dân tộc cực đoan, lòng thù hận với chế độ đã đánh bại họ, thì đó là tháng Tư Đen hay là ngày Quốc Hận. Gần 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, lịch sử đã sang những trang mới. Với nhiều người, quá khứ đau thương của dân tộc đã khép lại. Với họ không còn sự hận thù, mà thay vào đó là sự tự hào khi hướng về Tổ quốc, mong muốn được chia sẻ, đóng góp để xây dựng đất nước. Tuy nhiên, đối lập với những tư tưởng tiến bộ này, vẫn có những kẻ tỏ ra hậm hực, cay cú với những thành quả mà Đảng và Nhân dân Việt Nam đã giành được. Đào Minh Quân và số cốt cán của tổ chức phản động lưu vong có tên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là những kẻ như vậy. Mưu đồ thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, hiện thực hóa cho ảo tưởng khôi phục nền Việt Nam Cộng Hòa thế hệ thứ ba, còn gọi là Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, luôn được chúng nung nấu, ấp ủ. Cũng từ đây, kế hoạch tuyển bộ lực lượng, móc nối, chỉ đạo một số đối tượng trong nước thực hiện các hoạt động phá hoại nhằm đưa đất nước vào tình trạng bất ổn về an ninh chính trị, được chúng vạch ra với các phương thức, thủ đoạn hết sức manh động. Tổ chức này là một tổ chức khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang, hoạt động chống phá rất nguy hiểm. Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, ngày 30 tháng 1 năm 2018, Bộ Công an đã đưa cái tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời vào danh sách các cái tổ chức khủng bố và công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an. Lợi dụng các diễn đàn, nền tảng mạng xã hội, số đối tượng cầm đầu tại Hoa Kỳ như Lisa Phạm, Kelly Triệu, Quách Thế Hùng, Lý Hồng Thái liên tục đăng tải những thông tin bôi nhọ hình ảnh lãnh tụ, xuyên tạc, công kích chính sách đường lối của Đảng, nhà nước hay lợi dụng một số vụ việc để bóp méo, kích động một số thành phần chống đối trong nước. Mặt khác, với chủ trương giết sạch, phá sạch, đốt sạch nhằm tạo tiếng vang gây rúng động dư luận và cũng là để phô trương thanh thế của tổ chức. Chúng liên tục móc nối vào nội địa, lôi kéo, tuyển lựa thành viên để thực hiện ý đồ bạo động vũ trang mang tính chất khủng bố. Mục tiêu mà chúng hướng tới phá hoại là các trụ sở cơ quan nhà nước, các công trình trọng điểm và dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước. Những chiêu trò lừa phỉnh, bịp bợm, củng cố niềm tin cho số cơ sở ngầm trong nước khiến những kẻ này phải nhận kết cục cay đắng. Chúng luôn rêu rao cái là ngày các cái thời hạn này, ngày này, ngày kia thì Tổng thống Đào Minh Quân sẽ về tiếp quản chính quyền và sau khi tiếp quản sẽ cấp phát nhà miễn phí cho những người tham gia tổ chức Chính phủ lâm thời. Chúng ta cũng thấy rằng đây là một cái luận điệu hết sức hoang đường. Thực tế thì chúng ta cũng thấy rằng các cái mốc thời gian mà các đối tượng này đưa ra như thế thì đã trôi qua rồi.
và chúng ta cũng không thấy là Đào Minh Quân về nước được. Đấy, thì rõ ràng đây là một cái luận điệu mà tuyên truyền hết sức là hoang đường, và chúng nhắm vào các đối tượng là có cái nhận thức là đang còn lệch lạc và cũng là những cái trường hợp là họ có cái cuộc sống khó khăn. Xuất phát từ những cái tâm lý hám danh, hám lợi của các cái đối tượng tuyên truyền sẽ được cho tiền, rồi được phong chức, rồi tham gia, cho nên là nhiều người vẫn lầm tưởng và tin, và dẫn đến cái việc làm theo cái sự hướng dẫn của các cái đối tượng tuyên truyền ở bên ngoài. Trong thời gian dài bị cơ quan công an Việt Nam đấu tranh bóc gỡ, đầu năm 2017 tại Hoa Kỳ, số cầm đầu chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời giáo diết củng cố lại tổ chức, phát triển lực lượng trong nội địa. Chúng lên kế hoạch khủng bố, phá hoại các mục tiêu trọng điểm, thậm chí có ý định ám sát cán bộ vào dịp Việt Nam kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Hai thành viên của tổ chức khủng bố này là Phan Angel và Nguyễn James Han, tên thật là Phan Thị Đào và Nguyễn Thanh Hân, đều quốc tịch Hoa Kỳ, được bí mật cử về nước, trực tiếp chỉ đạo số trong nội địa hoạt động. Tất cả các mắt xích đều liên lạc qua bí danh, bí số định sẵn nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan an ninh. Trong hai ngày mùng 8 và 22 tháng 4 năm 2017, chúng đã ném bom xăng thiêu rụi hơn 320 chiếc xe tại nhà giam giữ phương tiện vi phạm giao thông của Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đặt bom xăng tại hai địa điểm của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, chúng còn lên kế hoạch gây cháy nổ một số trụ sở các cơ quan nhà máy, nhưng sớm bị lực lượng Công an Việt Nam phát hiện, ngăn chặn khi chưa kịp hành động. Đây là một cái thủ đoạn là rất manh động, và cái nếu như mà để cái việc mà khi hậu quả của cái việc thực hiện các cái thủ đoạn này thì là nếu mà không phát hiện và ngăn chặn kịp thời thì là hậu quả sẽ rất lớn, tác động ảnh hưởng đến tư tưởng, đến các cái môi trường, ảnh hưởng đến cái sự an toàn, trật tự an toàn xã hội ở địa phương mà nơi các đối tượng thực hiện các hành vi phá hoại này. Trong vụ việc này, 15 đối tượng tham gia vào hoạt động khủng bố phá hoại phải nhận những bản án thích đáng với tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo Điều 84 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, với bản án từ 4 đến 16 năm tù. Đây là một trong số 15 đối tượng nhận chỉ đạo và đóng vai trò tích cực trong hoạt động phá hoại đất nước. Bản án 5 năm cải tạo có lẽ đã đủ thấm thía khi tin vào những lời hứa hẹn hão huyền, viển vông, đánh mất khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ. Cái đám này á, là cái đám lừa đảo. Tại vì á, nó cứ xúi người này làm, người kia làm. Nhưng mà người ta làm thì ai làm nấy chịu thôi, còn nó vẫn yên tọa thôi. Nó đâu có bị mất mát cái gì đâu. Nó chỉ có ngồi nấu dốc lấy tiền thôi mà. Sáng ngày 30 tháng 9 năm 2019, khi cán bộ Cục Thuế tỉnh Bình Dương vừa bắt đầu một ngày làm việc được ít phút, thì một tiếng nổ kinh hoàng phát ra ngay tại trụ sở. Dù không gây thiệt hại về người, nhưng vụ nổ làm hư hỏng nhiều tài sản và phòng làm việc. Kẻ đã trà trộn, đóng giả người làm hồ sơ thủ tục thuế, trực tiếp đặt quả bom hẹn giờ tại nhà vệ sinh tầng 1 của cơ quan này là Trương Dương, trú tại tỉnh Bình Dương, đã được cơ quan công an bắt giữ. Quá trình điều tra cho thấy, sau khi được kết nạp vào Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Dương được Lisa Phạm chỉ đạo nhận 1,4 cân thuốc nổ từ một đối tượng có tên là Hà Xuân Nghiêm, trú tại tỉnh Tây Ninh, được hướng dẫn chế tạo bom và mục tiêu khủng bố. Sau khi vụ việc xảy ra, Hà Xuân Nghiêm nhanh chóng trốn ra nước ngoài, hiện là đối tượng truy nã của cơ quan công an Việt Nam. Chỉ vì tin vào những lời hão huyền mà cái giá phải trả đối với kẻ tiếp tay cho các thế lực thù địch phá hoại đất nước như Dương là một bản án 11 năm tù, phải bồi thường số tiền lên tới 800 triệu đồng cho Cục Thuế tỉnh Bình Dương. Từ đầu năm 2022 đến nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, An Giang và Kiên Giang đã xét xử gần 20 đối tượng là thành viên của Tổ chức Khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, tuyên phạt nhiều bản án thích đáng, mức cao nhất là 13 năm tù cho tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Mặc dù số này không thực hiện những hoạt động khủng bố, nhưng đóng vai trò tích cực trong việc lôi kéo, phát triển lực lượng, in ấn tài liệu, hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, chuẩn bị cờ vàng ba sọc đỏ, xúi giục người tham gia trưng cầu dân Ý, bầu Đào Minh Quân làm tổng thống của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài ra, chúng đẩy mạnh đăng tải, phát tán những thông tin xuyên tạc, bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng, nhà nước, chia rẽ chính sách đại đoàn kết dân tộc. Qua đấu tranh khai thác thì nhiều đối tượng thì cũng đã thừa nhận rằng là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, sau khi tham gia tổ chức chính phủ quốc gia lâm thời thì các đối tượng cầm đầu có cáo bên ngoài sử dụng Facebook liên lạc, đặt bí danh, bí số và cung cấp các cái mật khẩu để vào phòng họp, thì đó là một cái thủ đoạn là đối phó hết sức tinh vi. Chúng lợi dụng cái sự phát triển của khoa học công nghệ cũng như là các cái ứng dụng trên nền tảng Internet để tổ chức các hoạt động trực tuyến. Đơn cử trong 12 đối tượng là thành viên của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời được đưa ra xét xử tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 4 năm 2022. Trần Văn Long, Nguyễn Minh Quang, Hồ Thị Xuân Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng, Lê Ngọc Thành hay Ihon Enun đều được số lưu vong đặt cho các bí số như A1200, A1239, A1237, A1208, A1245, A1234, phụ trách các khu vực An Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên và Kon Tum. Hay như hai đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa và Dương Thị Bé được đưa ra xét xử vào ngày 16 tháng 10 vừa qua tại tỉnh Kiên Giang, khi được phân công vào bộ phận gọi là nha nhân viên Bộ Quốc phòng và đoàn lữ quân nhân. Ngoài việc được cấp nhiều bí số khi nhận nhiệm vụ do số bên ngoài chỉ đạo như A1242, A6029, A10001, A1097, A0001, B20003, còn có nhiều bí danh như Nguyễn Nghĩa, Trần Nghĩa, Nguyễn Hoàng Nghĩa, Trần Chánh Trung, Mai Liên, Mai Chí Thanh. Quá trình đấu tranh của cơ quan an ninh cho thấy rất nhiều đối tượng không hiểu hoặc biết rất ít về tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, cũng không tiếp xúc trực tiếp với các đối tượng cốt cán mà chỉ liên lạc thông qua các nền tảng mạng xã hội. Chỉ vì tin vào những lời hứa hẹn về vật chất mà hoạt động theo chỉ đạo của chúng. Người dân hết sức nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, ý đồ hoạt động, tuyên truyền, lôi kéo của tổ chức này. Những người tham gia tổ chức này là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Việt Nam. Với bản án 9 năm tù giam, Ihon Eunun bỏ lại người vợ triền miên đau yếu về bệnh thận cùng hai con nhỏ dại nheo nhóc. Hát Dăm, vợ của Ihon, không còn sức lao động. Cuộc sống của ba mẹ con bây giờ trông cậy cả vào người mẹ già ở thị trấn Buôn Chấp, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Giờ này trong trại giam, có lẽ hắn sẽ không khỏi xót xa ân hận nếu như nhìn thấy viễn cảnh này. Âu cũng là bài học cho những kẻ chọn lầm đường, thực hiện mưu đồ phá hoại sự ổn định và phát triển của đất nước. Đây là hình ảnh mà Đào Minh Quân và tay chân của hắn trong tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời trong buổi công bố phát hành tiền ảo, trưng cầu dân ý hay nôm na là một hình thức bỏ phiếu bầu cho hắn ta trở thành tổng thống của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Ngụ ý của những kẻ này có thể hiểu, tổng thống nền đệ nhất của Việt Nam Cộng Hòa là Ngô Đình Diệm, đệ nhị là Nguyễn Văn Thiệu và sau khi nhất nhị sụp đổ. Bám càng tháo chạy theo ngoại bang thì đến giờ Đào Minh Quân được số chống cộng lưu vong dựng lên làm tổng thống thế hệ thứ ba với ảo tưởng khôi phục lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Mục tiêu, sứ mệnh của tổ chức bát nháo này là lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Trong sự kiện lèo tèo quan khách này, Quân lại được dịp ba hoa khoác láp xuyên tạc lịch sử, ca ngợi quân lực Việt Nam Cộng Hòa hay để phô trương thanh thế cho tổ chức của mình. Hắn khoe khoang đồng tiền ảo của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có hình Đào Minh Quân sẽ là đồng tiền quốc tế. Đỉnh cao về sự hoang tưởng đến mức khôi hài của Đào Minh Quân
là việc hắn nhắc lại tập hồ sơ mấy nghìn trang khởi kiện cả chính phủ Trung Quốc và chính phủ Việt Nam đã gửi ra Tòa án Hình sự Quốc tế hồi tháng 4 năm 2015, đòi bồi thường 36.000 tỷ đô la. Số tiền này, chúng sẽ tặng chính phủ Hoa Kỳ 15.000 tỷ như một lời cảm ơn đất nước đã cưu mang cho cuộc sống lưu vong, tị nạn của chúng. Số tiền 21.000 tỷ còn lại sẽ tặng nhân dân Việt Nam. Chẳng biết kiện cáo đến đâu, tòa xử thế nào, mà đến giờ đã hơn 7 năm, cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng như trong nước, chẳng ai nghe thêm thông tin nào về vụ kiện. Còn với cư dân mạng, những phát biểu đầy tấu hài của Đào Minh Quân lại khiến họ được fan cười ngao ngán. Mình đâu có tư cách gì mà đâu mà mang quân về 120.000 quân ở đâu mang. Cái đó là gạt gẫm đồng bào trong nước. Tôi không chấp nhận. Cái thứ hai, 26 nước nào ủng hộ, Hoa Kỳ nào chấp nhận cái chuyện mà có một chính phủ lưu vong nằm ở trên đất nước Hoa Kỳ, mà trong khi Hoa Kỳ đã ban giao theo cái hiến pháp của Hoa Kỳ đã ban giao với Cộng sản Việt Nam. Cái đó mình đánh lận con đen, mình làm ra tội nghiệp đồng bào trong nước, họ tin họ sẽ chết. Cái thứ ba, anh cái trong cái tình huống này anh lấy tư cách gì mà anh bỏ phiếu, anh bầu cử, anh đếm phiếu, anh lấy ở đâu? Không biết ông ăn nhầm cái gì hoặc là ông uống nhầm cái nước gì mà ông làm việc giống như là một cái người ở cõi trên, không phải ở cái cõi mà trần gian này nữa. Kết luận lại là tôi không hiểu nó, không hiểu nổi ông Đào Minh Quân, và tôi cho rằng việc làm của ông là không thực tế đấy thôi. Để phục vụ cho ý đồ chống phá nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam, kể từ khi thành lập Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời năm 1991, Đào Minh Quân đã cùng đám tay chân cũng lập ra các ban bệ, đoàn thể. Phụ trách từng bộ phận là số cốt cán thân cận, tự phong chức vụ, cấp bậc, như cầm đầu là Đào Minh Quân, tự xưng Thủ tướng. Dưới quân là những trợ thủ, đều là các đối tượng có thể coi là lẩm cẩm, xếp vào hàng phụ lão như Quách Thế Hùng, cấp bậc đại tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Quân huấn, kiêm Tổng tham mưu phó Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Nguyễn Đức Thắng, cấp bậc chuẩn tướng, kiêm Chánh văn phòng Thủ tướng. Lý Hồng Thái, cấp bậc trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Võ học, Tổng tham mưu phó Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Triệu Thanh Hoa, còn gọi là Kelly Triệu, cấp bậc chuẩn tướng, phụ trách thanh niên. Lâm Ái Huệ, chuẩn tướng, làm Thứ trưởng Bộ Tài chính. Ngoài ra, tổ chức bát nháo này còn có một số thành viên cốt cán như Phạm Thị Anh Đào, còn gọi là Lisa Phạm, kẻ chuyên móc nối, chỉ đạo số đối tượng trong nước thực hiện các hoạt động khủng bố phá hoại. Lê Đình Khương, Hoàng Vạn Lý, Phan Văn Hiền, William Bé Lê, Nguyễn Kim, phụ trách các ban bệ, quân binh chủng khác nhau. Cái nguồn tài chính thì chủ yếu của tổ chức này là do vận động, người kêu gọi đóng góp của một số thành viên và một số ít thông qua các cái hoạt động gây quỹ như là tổ chức các chương trình văn nghệ từ thiện. Bên cạnh đó thì tổ chức này cũng thực hiện các cái hoạt động lừa đảo một số đông ở cộng đồng người Việt Nam nhẹ dạ cả tin ủng hộ cái tổ chức này. Thì về thực lực thì tôi cho đây là một tổ chức tuy không có thực lực lớn nhưng hoạt động theo phương thức rất manh động, khủng bố và phá hoại. Để chiêu mộ thành viên tham gia đánh bóng tổ chức, vô số chiêu trò bịp bợm, lừa phỉnh, đầy sự hoang tưởng được Quân và tay chân vẽ ra. Ví dụ như tung tin bịa chuyện rằng Đào Minh Quân đã được Tổng thống Bill Clinton gửi công hàm công nhận là Thủ tướng vào năm 1994. Rồi thì Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời được Tổng thống Bush chúc mừng. Hay như năm 2015, Thủ tướng Đào Minh Quân được ông Paul Ryan, khi đó là Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, gửi thư xin hỗ trợ tài chính để vận động tranh cử. Trước đó, dựa vào thư phúc đáp của Liên hiệp châu Âu
khi hắn gửi thỉnh nguyện thư với nội dung xuyên tạc tố cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền. Quân và những đối tượng trong tổ chức lại có dịp khoe mẽ rằng đã được Hoa Kỳ và 28 quốc gia châu Âu ủng hộ để chống lại chế độ Cộng sản Việt Nam. Những chiêu trò lòe bịp này của Đào Minh Quân và tay chân được ông Lê Xuân Nhuận, người từng phục vụ cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa, hiện đang định cư tại thành phố Alameda, bang California, vạch trần trên diễn đàn sách hiếm.net. Trong số những trò hề mà Đào Minh Quân cũng như nhóm phụ tá cho Quân diễn xuất trên các diễn đàn, thì việc chúng tổ chức trưng cầu dân ý trên mạng xã hội bầu Quân làm tổng thống cũng làm cho nhiều người Việt tại hải ngoại, thậm chí là số đối tượng có tư tưởng chống cộng quyết liệt, cũng không khỏi phi cười bởi trò bịp bợm ngô nghê của chúng. Chẳng ai biết kết quả kiểm phiếu trưng cầu ý dân như thế nào, nhưng con số mà chúng công bố đến thời điểm này là hơn 11 triệu người Việt trên khắp thế giới ủng hộ. Khi cái ghế Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa tự xưng chưa rõ thế nào, thì mới đây, ngày 21 tháng 9 năm 2022 vừa qua, trên diễn đàn của tổ chức lại rầm rộ loan báo, ngày 11 và 12 tháng 11 năm 2022 sẽ diễn ra đại lễ mừng Đức Quốc Công Đào Minh Quân lên ngôi Hoàng đế, khiến bản dân thiên hạ không biết đâu mà lần. Sự hài hước nữa là người tới tham dự đại lễ này cũng cần lưu ý các khoản đóng góp ghi rõ trên giấy mời. Mạnh thường quân là 5.000 đô la Mỹ, khách đặc biệt đóng 500 đô la Mỹ và thường dân là 150 đô la Mỹ. Bên Mỹ này ngay lập một chính phủ gọi là lưu vong, người ta cũng không cho làm đúng luật đó, chứ không phải là còn bây giờ xưng hoàng đế hay là thủ tướng hay là tổng thống thì cái điều đó là theo ý tôi đó, nó cái đứng đắn đó thì là đây là bất hợp pháp, không có ai người ta công nhận cái điều đó, mà chính phủ Mỹ ta không cho ai làm cái điều đó, cho nó vào bị tâm thần chứ không có cái gì vậy ta. Đối với quan điểm của mình, thằng khùng thằng điên nói nó chán lắm, mà không nhiều khi họ như là họ như cái chữ liêm sỉ của họ như bị mất rồi hay sao, nó không còn chữ liêm sỉ của con người nữa, mới làm những cái chuyện tào lao rồi đó. Chứ còn thực sự đó chả là cái gì hết đó. Còn đối với chính phủ Việt Nam nó thật bên ba cái thằng cóc ghẻ này là cái gì đâu. Nếu như biết rõ bản chất, ý đồ và nhận ra sự hoang tưởng của những đối tượng trong tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, có lẽ sẽ không có nhiều kẻ trong nước mê muội tin theo chúng và phải nhận những bản án nghiêm khắc theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thời gian gần đây, lợi dụng các nền tảng tiện ích của mạng xã hội, cũng giống như nhiều tổ chức phản động lưu vong khác, những đối tượng trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động móc nối, phát triển lực lượng trong nước với thủ đoạn, hình thức tinh vi, khiến nhiều người khó có thể nhận biết và vô tình trở thành nạn nhân tiếp tay cho tổ chức khủng bố này. Quá trình gọi hỏi, đấu tranh với các đối tượng là thành viên của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời tại Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh thời gian vừa qua, cơ quan an ninh phát hiện, ngoài việc đánh vào tâm lý hám lợi, nhận thức chính trị hạn chế, một số người bị lôi kéo từ việc tham gia các hội nhóm, kết bạn trên mạng xã hội. Sau đó vô thức chia sẻ, tán phát những thông tin xuyên tạc về Đảng và Nhà nước Việt Nam do các đối tượng đăng tải mà không kiểm chứng nội dung. Qua cái mình chia sẻ và mình xem ấy, thì họ tự dưng họ đưa mình vào nhóm. Đó, đưa vào cái nhóm đó. Xong rồi nào là cái gì tổ chức Việt Nam quốc gia lâm thời là Đào Minh Quân rồi này, nói chung chung là như vậy, thì là họ tự dưng họ kiểu lập ra group ấy, xong họ mời mình vào, thì em vào thì mình cũng chỉ là người mà mình xem thôi, chứ mình cũng không có cái vấn đề là cái chuyện là muốn là thế nọ muốn thế kia, hay là nhận tiền từ tổ chức này hay nhận tiền từ tổ chức kia, hay là cụ thể là giao việc cho mình phải làm thế này phải làm thế kia, không có. Khi áp vào cái nhóm đấy thì mình cũng có like một hai lần gì đó, nhưng mà tuy nhiên này sau đó mình chẳng để ý cái nhóm ấy nữa, bởi vì là mình cũng chẳng thấy có gì ở đây có cái đối tượng khách hàng nào mà người ta hướng về cái vấn đề làm đẹp cả đấy. Chỉ trong cái Facebook đấy thì chỉ nói về những cái là kiểu gần như là có những cái người mà theo như mình hiểu là trước của 75 ấy, như kiểu
người ta gọi là thế hệ trước của 75 ấy, thì mình cũng nghĩ rằng là người ta cũng không có nhu cầu, và ngoài ra nữa là người ta cũng không phải là những đối tượng khách hàng mình hướng tới, cho nên mình có like xong bài là mình không để ý nó. Đến giờ, Đào Minh Quân cùng những kẻ chống cộng có biểu hiện hoang tưởng trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã làm được những gì như đã hứa. Thứ duy nhất mà chúng đem đến cho những người chót mê muội tin theo, thực hiện hành vi phá hoại sự ổn định, phát triển của đất nước là phải chịu mức án nhiều năm tù. Đó là bài học đắt giá cho tất cả những ai mơ tưởng về chiếc bánh vẽ của các thế lực thù địch quay lưng lại với lợi ích quốc gia, dân tộc. Bên cạnh các tổ chức khủng bố như Việt Tân, Triều Đại Việt, thì ngày 30 tháng 1 năm 2018, Bộ Công an Việt Nam đã chính thức đưa Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời vào danh sách tổ chức khủng bố. Đào Minh Quân, Lisa Phạm là những đối tượng nguy hiểm hiện đang bị truy nã của cơ quan công an. Tất cả những ai tham gia là thành viên của tổ chức này đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam. Đến đây, chương trình Góc nhìn sự thật của truyền hình Công an Nhân dân tuần này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này tuần sau.